Thưa quý vị, giới huyền học xôn xao bàn tán về vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình kênh Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch ngày hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ đến quý anh chị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 2 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo, trong tháng 2 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, họ phải chịu rất nhiều những ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế, nên phải gánh trên vai rất nhiều những áp lực khó nói và nhất là vấn đề về kinh tế. Họ vô đơn chí, đây là một năm cực kỳ độc nếu như bản mệnh không nắm bắt được vận trình thái tuế, cùng với đó là cách hóa giải hung tinh, thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc thì đội nón xa đi. Ngoài ra thì sẽ rất có thể quý vị sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng cũng đừng vì thế mà quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ chúng ta phải quá lo lắng những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống này đến với mình. Chúng tôi cho rằng là chỉ để giúp bản thân chúng ta hoàn thiện hơn mà thôi. Sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là một con đường sáng lạ, đầy hào quang ở phía trước. Và nếu quý vị nắm được vận mệnh cũng như là biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 2 âm lịch này chúng ta vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có nhất trong năm 2022 nhâm dần này. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần này ra sao, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ chính là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những người cứng đầu nhất. Những người sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh và khả năng tính toán với một tầm nhìn xa, trông rộng. Đôi mắt sắc sảo luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện thành gia chủ trí giả, nhà kinh doanh để mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác bởi bản tính đa nghi của người tuổi Đinh Tỵ. Họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình và yêu thích sự hài hước. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng không quá thuận lợi, vì vậy gia chủ cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn. Chuyện đầu tư kinh doanh chớ nên vội vàng, cần phải thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng chính là yếu tố cản trở thành công, nên để tâm tới điều này. Nhân duyên của bản mệnh rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh. Nguy cơ đụng độ đào hoa ảo của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ nảy sinh ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp quý âm thủy nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy, con đường phát triển sự nghiệp của gia chủ vướng phải nhiều trở ngại, ít cơ hội thăng tiến. Việc làm ăn kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức mang tính khách quan như tác động của dịch bệnh, cung cầu thị trường. Vì thế làm gì bản mệnh cũng cần phải kiên trì, quyết tâm hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và chớ vội đầu hàng trước khó khăn.
Thời điểm này, bạn dễ rơi vào mâu thuẫn với đồng nghiệp, cạnh tranh với đối thủ, thậm chí là bất đồng quan điểm với cấp trên. Bên cạnh việc giữ vững lập trường, bạn cũng cần phải tự nhìn lại bản thân trước khi chê trách hoặc phê bình người khác. Nếu có lỗi sai, bản mệnh nên tự ý thức và có hướng sửa chữa, chớ nên đùn đẩy, đổ trách nhiệm cho mọi người xung quanh. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Đinh Tỵ dễ đánh mất đi quyết tâm của mình. Có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy được. Bạn cần phải tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi chỉ ra rằng tình hình tài chính của người tuổi Tỵ sinh năm 1977 trong tháng không được lý tưởng, con đường kiếm tiền làm giàu thêm áp lực và khó khăn chồng chất. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu, tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Gia chủ Đinh Tỵ khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Còn giáp này, khi đang trên đà tiến bước sắp nhận được thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ không thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mấy quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 1977 không nên lao động quá sức trong thời gian này, nếu không dễ rơi vào tình trạng lao lực khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là gây ra tổn thương khó có thể nào chữa lành. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Bạn bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nên không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Ngoài ra đi lại cần phải thận trọng, tránh chủ quan lơ là, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Các quý gia chủ tuổi Đinh Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được công năng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về chuyện tình duyên trong tháng, người độc thân ít có cơ hội đến với người phù hợp, dù là nam hay nữ mạng. Gia chủ thường xuyên rơi vào trạng thái bị động, chờ đợi người khác đến với mình. Người đã có gia đình thì cần phải kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình nhiều hơn, nếu không vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần phải chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn, không nên giữ mãi trong lòng hoặc khăng khăng làm theo ý mình. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy.
ngày âm lịch ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày trong tháng cát lành để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút theo dõi kênh và nhấn chuông để có thể ủng hộ cho chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.